đúng 3 ngày tới, 5 con giáp trúng số cực đậm liên tiếp, đổi đời bất ngờ, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 trong cái tuần này. Tức là nó sẽ rơi vào ngày 20 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 âm lịch và ngày 29 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 dương lịch. Xin được chúc mừng 5 con giáp dưới đây, bởi trong 3 ngày tới, các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, các bạn sẽ bất ngờ gặp được những cái vận may về công danh, sự nghiệp, tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp được quý nhân, mua hàng thì có cơ hội bốc thăm, trúng thưởng. Đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến, giúp đỡ. Công danh, sự nghiệp thì thăng tiến, phất lên như diều gặp gió. Tiền bạc thì rủng rỉnh, chỉ đếm thôi cũng đã cảm thấy là quá mỏi tay rồi. Đối với những bạn đang còn độc thân, ra đường sẽ dễ gặp được những người hợp ý. Còn đối với những cặp đôi thì tình cảm của các bạn ngày càng thêm bền vững khăng khít. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong 3 ngày tới. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tý được ấn tinh nó ghé thăm, nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nhắc nhở những người tuổi Tý nhớ rằng các bạn là một trong những người tài năng có triển vọng để phát triển rực rỡ trong tương lai. Xong, đôi khi lại thiếu cái quyết đoán chần chừ trong cái việc đưa ra quyết định, từ đó rất dễ bị vụt bay mất những cái cơ hội. Quý vị hãy quan sát và nắm bắt những cái cơ hội sắp tới, vì chỉ có bạn mới có thể nhận ra chúng và hiểu rõ được cái năng lực của bản thân để bước lên một cái nấc thang mới giàu có, hạnh phúc và viên mãn hơn. Quý vị nhớ phải kiên nhẫn với những gì mà bạn đang đối mặt trong cuộc sống. Không có gì là dễ dàng cả. Những thứ mà dễ đến thì cũng dễ đi mà thôi. Dù thế nào thì quý vị hãy tin tưởng rằng những giấc mơ của mình rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì nói chung ấy, tinh thần của bản mệnh trong thời gian này lại cực kỳ là quyết liệt. Không làm thì thôi, nếu mà làm ấy thì đã phải làm đến cùng đấy, xong thì mới thôi. Cái điều này nó đang thúc giục các bạn nắm bắt cái vận mệnh của mình, không cho phép những cái ý kiến trái chiều khiến cho các bạn phải chùn bước. Các bạn đang thực sự là những người nắm giữ được cái phước lành của mình, nhất là khi được tài tinh nó hỗ trợ, nó mang đến nhiều cái cơ hội kiếm tiền không ngờ. Không những thế, những người tuổi Tý cũng rất là chăm chỉ, kiên nhẫn khai thác cái vận may của mình. Dường như là các bạn không ngơi nghỉ chút nào cả, lúc nào cũng sẵn sàng đấy, sẵn sàng lao ra ngoài để đi làm. Thêm nữa, trong thời gian này thì cũng được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nên những người tuổi Tý luôn luôn cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Giao tiếp với mọi người thì cũng sẽ gì dễ dàng hơn. Nhờ vậy mà còn kết giao thêm được nhiều cái mối duyên lành. Nhất là những người mà đang ở nơi công sở ấy, thì bản mệnh còn cố tình tạo nên cái tình huống hài hước để những người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Thời gian này thì những người tuổi Tý trở nên hiếu kỳ, ham nghiên cứu, tìm hiểu những cái kiến thức mới mẻ. Và đó cũng là lúc mà các bạn nên bắt đầu thực hiện một cái dự án nào đó mà bản thân mình đang gấp ủ. Từng bước áp dụng lý thuyết vào thực tế, cuộc sống của các bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều thú vị hơn nhiều. Trong thời gian này thì bản mệnh cũng không được lơ là, do vẫn còn xuất hiện một vài cái hung tinh đó, vì nó đang gây hại cho sức khỏe của các bạn. Có thể hiện tại các bạn không thấy có những cái vấn đề gì, nhưng mà nó đang âm thầm phá hoại cơ thể. Nên là các bạn đi thăm khám bác sĩ để gì đảm bảo cái sức khỏe của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu.
Thưa quý vị, nói chung ấy, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng có dự báo về cái vận trình của 12 con giáp. Thì với những người tuổi Sửu ấy thì được tam hội cục nó nâng đỡ, nên là ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Sửu may mắn khi mà nhận được cái sự hỗ trợ của những người xung quanh mình, người thân, đồng nghiệp và những người bạn thì luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn, đưa ra những cái lời khuyên thiết thực giúp các bạn tiến xa hơn trong tương lai. Con giáp tuổi Sửu lúc này thì cũng được gì tài tinh nó che chở, nó soi chiếu, mà các bạn đang có những cái cơ hội để gia tăng cái thu nhập cho mình. Thế nên chịu khó vất vả một chút đấy. Quý vị đừng chần chừ nữa, hãy mạnh dạn đi theo cái khát vọng của bản thân, bởi các bạn đang sở hữu nhiều cái tiềm năng hơn là các bạn đang nghĩ. Thêm nữa, trong thời gian này được cái cục diện ngũ hành nó ủng hộ nữa, nó mở ra nhiều cái cơ hội mới khá là hay đối với những người tuổi Sửu, nhất là với những ai mà đang ham học hỏi. Các bạn có thêm nhiều cái thông tin hữu ích để có thể gia tăng thêm cái nguồn thu hoặc là cái lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải gì có thời gian và cân nhắc lựa chọn một cách kỹ lưỡng, thận trọng. Quý vị hãy cẩn thận về cái vấn đề tài chính, vì mọi việc có thể là không tốt đẹp như các bạn đang mong muốn. Thưa quý vị, cái lúc này thì quý vị nên ưu tiên cái việc tìm hiểu đây không phải là cái thời điểm tốt để tham gia liên doanh hay là hợp tác với người khác. Kể cả nếu mà có những cơ hội vô cùng hấp dẫn thì quý vị hãy gì cũng bình tĩnh mà xem xét lại, thậm chí là đôi khi phải đợi đến tháng sau. Thưa quý vị, trong kinh doanh thì bản mệnh cần tỏ ra có chừng mực khi đưa ra những cái quyết định. Đây không phải là lúc mà các bạn gì có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay là gì thay đổi cái cách làm việc nếu như mà mọi việc nó vẫn đang dần dần ổn định, đúng không ạ? Vì thế, để bảo vệ cái tài sản, cái công sức của mình và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn, những chú rồng. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thìn sẽ được gì thiên tài nó ghé thăm, nó đã mang đến những cái tín hiệu tích cực hứa hẹn về cái mặt tài chính và công việc của những người tuổi Thìn. Một cơ hội mới đang đến giúp các bạn gia tăng thêm cái thu nhập và phát triển xa hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới khá là hối hả với nhiều cái dự định, kế hoạch đã bổ từ lâu. Các bạn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu vui trong cái thời gian này là kết quả sau bao nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên chia sẻ cái điều đó với những người mà mình thương yêu nhất, thân thiết nhất. Thêm nữa, lại được cái giải thần nó ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có cái khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Các bạn cũng không cần phải dùng cái uy lực, nhưng mà người khác vẫn kính nể và tôn trọng. Nhiều vận hạn của các bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho các bạn những tháng ngày hanh thông thuận lợi. Những ai mà đang đi xin việc, nếu còn không quan tâm đến cái bề ngoài ăn mặc thiếu chuyên nghiệp ấy, thì cái cơ hội tìm được việc mới cũng sẽ không cao. Các bạn nên nhớ rằng với hai người cùng một cái năng lực thì người ta sẽ ưu tiên những người có vẻ ngoài thu hút hơn. Nếu các bạn giỏi và xuất sắc thì đó là một cái câu chuyện khác, vì có thể họ sẽ gì bỏ qua những khía cạnh còn lại. Thế nhưng nếu mà các bạn là những người bình thường thì quý vị cũng nên trau chuốt cái trang phục của mình khi đi phỏng vấn hoặc là đi xin việc. Đó. Thế nữa, trong thời gian này thì cái tử vi cát tinh nó hội hỗ trợ, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thìn trong 3 ngày tới có tài lộc, có nhiều cơ hội mới để thu hút cái tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn thì có lợi, một số đơn đặt hàng cũng sẽ tăng lên đáng kể trong cái 3 ngày tới đây. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm sẽ diễn ra vô cùng là suôn sẻ trong 3 ngày tới nhờ được cát tinh nó che chở. Những hoài nghi cũng đã được dẹp bỏ. Điều mà các bạn cần làm bây giờ chính là dành thêm thời gian để quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn
đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nhìn chung thì các phương diện cuộc sống của những người tuổi Thân thì đều phát triển khá là hanh thông trong 3 ngày tới đây nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng cái thời điểm này ấy, thì bản mệnh hãy bắt tay vào thực hiện những cái kế hoạch đã lên từ trước đó. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp thì luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà cần thiết. Cũng nhờ cái tinh thần đoàn kết mà công việc gì dù có khó khăn đến mấy thì cũng có thể là hoàn thành được đúng, thậm chí là trước thời hạn. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công thì bản mệnh cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng, không nên chủ quan, không nên cao ngạo. Bởi xung quanh các bạn ấy đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với cái thành quả của các bạn làm ra. Bên cạnh đó, trên phương diện tài lộc thì cũng có những cái bước tiến nhất định. Những người đầu tư, kinh doanh hoặc là làm nghề tự do ấy, có thể ký kết được những cái hợp đồng triển vọng. Các khoản tiền các bạn thu về trong cái khoảng thời gian này cũng có thể chưa quá nhiều, nhưng mà là cái dấu hiệu lạc quan cho tương lai của những người tuổi Thân. Trong thời gian này thì những người trẻ tuổi có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn đang ở xung quanh mình. Quý vị chớ vội vàng đưa ra những quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ, kẻo lại gây ra cái chuyện là hao tài tốn của. Bên cạnh đó, cái chuyện tình duyên của những người tuổi Thân ấy cũng khá là thuận lợi hanh thông do được cục diện ngũ hành nó ủng hộ. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi tạo cái điều kiện để các bạn làm quen được với những cái đối tượng khác nhau. Chỉ cần các bạn nghiêm túc với người khác thì ắt cũng sẽ được nhận lại cái sự chân thành của mọi người. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 âm lịch, đó là những người tuổi Tuất. Kính thưa quý vị, đây là cái thời điểm tuyệt vời để những người tuổi Tuất thực hiện những cái mục tiêu của bản thân với cái sự nâng đỡ của thiên tài và chiếu mệnh. Mọi điều kiện xung quanh các bạn đều rất là thuận lợi, từ tài chính đến các mối quan hệ, giúp các bạn khởi đầu một cái hành trình mới một cách là suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông. Lúc này bản mệnh cũng không cần phải quá lo lắng vì cái thời điểm này cũng rất tốt cho cái việc phát triển cái sự nghiệp. Xong về cái phương diện đời sống thì cái lòng bao dung quá mức của những người tuổi Tuất đôi khi sẽ khiến các bạn rơi vào những cái bế tắc không đáng có. Trong thời gian này tiếc rằng cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ, vậy nên là trong thời gian này thì quý vị thì hay vội vàng có thể là cái nguyên nhân khiến cho các bạn làm hỏng việc. Hơn nữa, tính cách này cũng sẽ là cái trở ngại lớn nếu như các bạn gì cần sống chậm lại để tận hưởng cái vẻ đẹp của cuộc sống hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi thì được cái cục diện tam hội nó xuất hiện để nhắc nhở những người tuổi Hợi cần phải quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Nếu là cấp trên thì quý vị hãy chú ý quan tâm đến cấp dưới của mình nhiều hơn nữa. Thì ngoài ra các bạn hãy dành thêm thời gian để chăm sóc cho gia đình và cả nhà cũng đang gì mong chờ các bạn. Trong thời gian này khi mà có thiên ấn nó che chở ấy, nếu như mà những người tuổi Hợi đang ấp ủ những cái kế hoạch đầy tính sáng tạo hoặc là các bạn sắp bước vào một cái hành trình với những cái hướng đi mang cái tính nghệ thuật ấy, thì rất được lợi. Những kế hoạch liên quan đến sức khỏe của các bạn ấy có thể dễ dàng thực hiện ngay trong cái thời điểm này. Các bạn cũng cảm thấy tự tin hơn
khi mà bản thân đang xây dựng được những cái thói quen ăn uống tốt, không còn bị hấp dẫn nhiều với những cái thức ăn bổ béo như thời gian trước đó nữa. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Và trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó là những con giáp sau: 1. Tuổi Tý, 2. Tuổi Sửu, 3. Tuổi Thìn, 4. Tuổi Thân, 5. Tuổi Tuất và 6. Là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.